chào mọi người, chào mừng mọi người lại đến với kênh Vui Sống Mỗi Ngày Ở Mỹ của mình. Mọi người hôm nay Vui Sống Mỗi Ngày Ở Mỹ ngồi kế máy giặt máy sấy thì ở nhà làm gì đây? Hôm nay mình không có, nhà mình cũng có máy giặt máy sấy mà mình không có giặt đồ ở nhà. Tại sao? Mình xin chia sẻ với mọi người là mình sẽ đi ra ngoài mình giặt, mình không có phải ra ngoài mình giặt quần áo mà mình đi giặt những cái miếng mà thảm chùi nhà, khăn lau nhà bếp, hoặc là những cái miếng thảm chùi chân ở nhà mình đó, thì mình sẽ mang ra ngoài máy ở ngoài mình giặt. Máy ở nhà mình chỉ để giặt quần áo và những cái loại mà mền mùng chiếu gối mềm mỏng nhà mình thôi, còn nếu mà mền lớn quá máy này nó cũng không có giặt được. Và mấy cái hôm nay mình đi giặt mấy cái miếng thảm chùi chân này, này mọi người coi nhà mình là mấy cái thảm chùi chân ở cửa với lại trong bathroom nhà tắm là mình phải mang đi ra ngoài mình giặt, chứ với ở nhà nó cái máy này nó không có quay mạnh được ha. Thì vậy mời mọi người cùng theo chân mình đi ra ngoài mình đi giặt đồ, thì mình cần làm những gì, mình làm những phải mang theo gì đi ra ngoài chỗ giặt đồ. Ở ngoài người ta có cái tiệm để cho mình giặt đồ ở Mỹ như thế nào, mời mọi người cùng đi với mình nha. Giờ mình phải đi lấy tiền để mình đi giặt đồ, thì ngoài cái máy giặt công cộng ngoài đó người ta chỉ có lấy tiền khoi thôi, tiền 25 sen. Thì trong đây mình có cái hũ tiền này và nó có lộn xộn nên mình phải đổ ra mình lựa. Đây 25 sen là một quarter rồi, đây lượm được mấy đồng bỏ vô bịch rồi mình sẽ đi ha. Ngoài đó chắc mình giặt chắc khoảng hết 7-8 đồng. Có tiền rồi thì bây giờ mình phải đi lấy xà bông. Đây cái bình xà bông này nó sắp hết rồi, lấy nó giặt cho hết luôn. Lấy xà bông thôi, khỏi cần giấy thơm và khỏi cần thuốc tẩy, mình chỉ cần xà bông với tiền. Rồi mình đi. Bây giờ mình đi ra xe nha. Tới cái tiệm giặt đồ rồi. Và hôm nay sao vắng quá, không thấy có ai hết, có mình chắc. Đây là mình đậu cửa đằng sau nè. Đó cái cửa màu xanh là tiệm giặt đồ đó, không ai hết mọi người. Tới tiệm rồi. Vì Covid cho nên đi đâu cũng phải đeo mask hết mọi người. Bây giờ phải đeo mask vô rồi bưng đồ vô. Bưng đồ vô bỏ vô máy giặt. Mọi người cùng đi vô với mình nha. Mình đeo mask mình phải đeo thêm một cái lớp giấy tissue á, tại vì không có đeo cái này nó đụng vô da mặt của mình bị ngứa mọi người ơi. Cho nên lúc nào cái mình đeo khẩu trang cũng có miếng giấy thì không sao, mà tự nhiên mấy cái vải, có nhiều cái vải hoặc mấy cái khẩu trang bằng giấy cái nó đâm vô mặt mình nó ngứa lắm. Đây mùa Covid rồi, đi vô lấy đồ xuống ha, lấy tiền lấy đồ xuống. Đây là cái tiệm giặt đồ mà hôm nay nó vắng lắm mọi người, không có ai hết á. Mọi hôm là đông lắm mà hôm nay có mình với một người nữa ở bên chỗ sấy đồ. Bên đây là bên sấy, còn bên đây là giặt. Thì cái chỗ máy này á là cái máy lớn nhất này. Là giặt, mỗi lần giặt là hết 5 đồng 75 sen. Còn cái thùng đồ của mình thì chỉ giặt cái máy này 4 đồng 75 thôi mọi người. Nó có một cái máy này ít tiền hơn, nó là 3 đồng rưỡi. Nhưng mà mình đồ của mình một cái thùng như kia thì mình phải giặt cái máy 4 đồng 75 này. Giờ mình giặt ha, nó có cái máy ấy, máy nhỏ bên kia đó, nhưng mà tí nữa mình đi qua giờ mình sẽ bỏ đồ vô ha. Thì cái này là để đổ xà bông, cái này là để đổ nước nước gì, nước soft canner là nước cho mềm vải á.
Cái này thì mình đổ xà bông hoặc là nước tẩy, mình không có cần bỏ thuốc tẩy thì mình chỉ bỏ xà bông thôi, bỏ vô cái bi này. Giống như máy giặt nhà mình vậy thôi ha. Sau đó mình đậy nắp xuống. Và bây giờ mình sẽ bỏ khoai vô trong đây ha. Đây người ta đang mở tivi, nó nói cái gì ồn quá. Đó còn 1,5 đồng nữa rồi. Xong. Rồi xong đó mọi người. Rồi bắt đầu máy nó sẽ bẹt. Nó sẽ chạy và mình sẽ chờ trong vòng 25 phút thì sẽ xong. Mình sẽ đi lấy đồ, mình đi sấy ha. Trong cái thời gian chờ này mình sẽ ngồi đây mình chờ, hay là mình đi qua bên cái tiệm, mình sẽ đi ra đằng trước mình cho mọi người coi cảnh đằng trước, và mình đi qua tiệm kia mình mua vé số đi, mua vé số về mình cào vé số coi coi có trúng số không nha. Thì trong đây người ta có cái chỗ này mình muốn mua đồ hay là giấy để cho thơm mềm quần áo nè, các loại giấy nè. Nếu mình không mang đi thì mình có thể mua ở đây ha. Cái này là bịch đựng xà bông ha. Cái này ở cái laundry bag là cái đồ đựng ha, bịch đựng. Cái này là xà bông nè, xà bông nước tẩy nè, để cho trắng. Thì nếu mà mình không mang đi thì mình phải mua ở đây 1 đồng một cái. Còn nếu mình không có tiền cắt mang đi thì mình phải bỏ tiền giấy vô đây để mình đổi ra, mình lấy cái phôi mình đổi ra để mình giặt ha. Đó, trong đây là cái mấy cái máy nhỏ, máy này thì giặt rẻ tiền lắm, có 1,75 đồng mà, còn cái máy mình giặt tới 4,75 đồng mà. Máy này thì nó cái lòng của nó nhỏ lắm, nhỏ xíu, mình muốn giặt bự cho nó rộng, cho nó thoải mái, cho nó sạch đó. Mình sẽ đi ra đằng trước ha. Đây cái này cũng là khu vực để sấy đồ, mình sấy đồ rồi mang đồ ra đây mình xếp ha. Đang có tivi đang nói về bầu tổng thống, coi quang cảnh đằng trước. Đây là cái tiệm laundry mat mình đi giặt đó, là đây kia có một chú homeless, và gọi là gì ạ? Bây giờ mấy người đang đi quay mấy cái người như vậy nè, gọi là người vô gia cư đó. Rất là ai mà quay mấy người này rất là được nhiều view đó. Mà mình không có đi ha. Thì đây là đằng trước đó mọi người. Thì bên kia có cái tiệm, bên kia là Trad Liquor Store đó. Bên đó bán bia, rượu, nước ngọt, đồ các kiểu đó. Rồi bên đó có bán vé số đó. Để mình đi qua đó mình mua vé số về mình cào nha. Mình sẽ cào coi coi mình có trúng số không. Qua đó mua. Vô trong chắc mình không có quay đâu. Đây là bán bia rượu, nước ngọt rồi đó. Đây là cái bán vé số kèo này để mình vô mình mua coi. Cái này 3 đồng để mình đi mua thử. Cái này 3 đồng mình kèo thử ha. Mua ít tiền thôi, mua nhiều tiền quá không trúng uổng lắm. Đây là cái vé số kèo này, nó gọi là lottery gì đó, nó giống như chơi loto vậy mọi người. Nếu mà cái hình á nó giống nhau á, mình nhớ không lầm mình có chơi rồi á, thì là cứ tính thẳng cái hình này nó mình có nè, nó thẳng cái hàng có chữ ticket này á, thẳng gửi cho
trên đây xuống dưới đây á, thì mình được cái một thêm một cái vé đó, mình trúng được một cái vé đa đồng. Còn nếu mà thẳng một hàng này thì mình trúng được 5 đồng, hàng này mình được 10 đồng và hàng này thì mình được 20. Nếu mà hàng ngang thì mình được 50 đồng, hàng ngang này thì mình được 75 và được 300 và được 3.000 ha mọi người. Mà nếu mà mình đi cái hàng chéo, mình tính chéo này thì được 30.000 nha mọi người. Chéo từ bên đây qua tới bên đây á thì cũng được 30.000, nhưng mà mình phải cào ở dưới đây. Cái xe đi là này hình như mình nhớ không lầm là vậy đó, lâu quá rồi mình không chơi, mình có chơi 1-2 lần gì đó, mình lâu quá mình không chơi, mình không nhớ. Bây giờ mình thử ha. Đây cái xe bonus ở đây nè. Thì bây giờ mình phải tập mình cào này ra và mình cào hết tất cả các hình này ra, nếu mà nó matching hết thì mình coi coi mình có trúng hay không nha. Rồi bây giờ mình sẽ start, mình sẽ cào cái đầu tiên coi mình có trúng được cái bonus hay không ha. Thì cái bonus là người ta cho thêm để coi coi trong những cái hình trong đây mình không, mình có thì mình được cộng thêm điểm cái bonus này đó. Rồi cái chậu bông coi như là mình không có cái chậu bông trong cái hình của mình, coi như là cái bonus cũng không được gì rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ mời mọi người cùng nhập cuộc đỏ đen với mình ha. Mình sẽ cào hai cái đầu tiên thử coi coi hai cái đầu tiên có may mắn gì không. Đây, có được một bàn tay, vậy là bàn tay may mắn đã tới với mình. Mình trúng được một cái bàn tay mọi người ơi. Hai hình kế tiếp thì mình lại được cái con chim. Con chim này thì ở trên đây mình có con chim nó nằm tít ngay chỗ số 5 đây. Và bàn tay nằm tít đây. Và nó chật lát, nó không có nằm vô hàng, vô lối nào hết mọi người. Cuối cùng cào hai cái nữa mà cũng không trúng, thôi còn hai cái mình để dành đi, mình đi sấy đồ ha. Mình bỏ qua cái xe này và mình đẩy đi qua bên kia mình sấy ha mọi người. Vô trong đây một cái kho, hai cái kho là được 22 phút. Hai cái máy này đang quay là của mình, khi đó mình trở lại mình lấy đồ. Và đây là hai cái cuối cùng để thử coi mình coi có được cái vương miện được trúng 50 đồng hay không ha. Mình được cái hàng mà hàng chéo là mình thiếu con nhện và con gà là mình sẽ được 30.000, mà bây giờ mình vô con gà rồi nè, vậy là mình sắp sửa được 30.000 rồi. Nếu mà vô con nhện nữa là mình được 30.000 đó mọi người. Coi coi tí mình coi mình cào ra có vương miện hay con nhện đó nha. Rồi mọi người coi coi con gì đây, vương miện hay là con nhện, nhưng cuối cùng nhảy ra một con ếch. Thế là xong 3 đồng của mình, thua toàn tập cuộc đỏ đen này nha mọi người ơi. Xin trở về cuộc sống hiện thực là đi xếp đồ và đi về.